7 kinh nghiệm mua nhà trong 2 ngày 1 đêm. Gia đình có một người anh, người bạn đã mất 9 đến 10 tháng mới chọn được một cái căn nhà. Đi khu vực A thì mình lại không có chọn được cái khu vực B. Chọn được miếng đất đẹp thì lại chế căn nhà. Chọn được cái căn nhà thì lại miếng đất nó bị xấu. Chọn trước nở hầu thì đằng sau nó bị xèo, bị dính cột điện thì miếng đất nó lại vuông vắn. Cả những cái phong thủy đấy làm cho chúng ta bị mệt mỏi khi để sở hữu được một cái căn nhà hoặc mua được một cái căn nhà. Thì sau đây mình sẽ chọn chia sẻ cho anh chị chúng ta 7 cái kinh nghiệm để chúng ta mua nhà nó hiệu quả mà đồng thời nó không quá vậy là mất vất vả. Cái đợt mục tiêu đầu tiên này là chúng ta phải chọn cái khu vực mà mình mong muốn trong cái khu vực tổng thể đấy nó có những cái gì hay, có những cái dự án nào, có những cái con đường nào chạy qua, và đặc biệt là dự án đấy hiện nay với cái nhu cầu mong muốn tài chính của mình nó có phù hợp không. Đó là một trong những cái chiến lược kinh nghiệm đầu tiên. Cái kinh nghiệm thứ hai đấy là mình xem tổng thể quy hoạch 5 năm 10 năm tới, từ những con đường, từ những cái việc quỳ đất để con khai thác dự án, từ những cái việc mà nhà nước đang định hướng với cái khu vực đó nó có những cái gì hay, người giàu có thể kéo được về đó hay không, bản chất tiền nó có đổ về đó sau 3 năm, 5 năm tới hay không, và kế hoạch chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đó nó đang được ưu tiên về cái vị trí con đường nào hay dự án nào. Cái kinh nghiệm thứ hai đó nó mang đến cho mình một cái đấy là mình góc nhìn tổng thể ở tại một địa phương chứ chưa phải là vị trí đất như vậy. Bởi vì thường chúng ta mua đất, chúng ta chỉ xem vị trí A và thấy vị trí B đẹp, nhưng mà không bao giờ mở máy ra để chúng ta xem Google rằng cái tổng thể đấy sẽ kết nối ra cái trung tâm của những cái vị trí ăn chơi nó mất bao xa, cái trung tâm của cái con đường đó nó thường có hay tắc đường hay không, và đến những cái sân bay, những cái tiện ích, bệnh viện sau này nó có được những cái lợi ích gì nếu mình không sở hữu thì mình bán lại thì ai sẽ là người được nhận cái giá trị đó. Thì sau khi mình xem tổng thể quy hoạch đến các cái điểm đó rồi thì chúng ta bắt đầu mình xác định cái vị trí con đường. Chiến lược thứ ba này là phải xác định được cái vị trí con đường cụ thể để mình tìm, mình mua. Thì con đường, trong cái con đường đấy thì thường với thời điểm hiện nay, trong cái kinh nghiệm mà Đình thường đi nhiều ấy, đấy là chúng ta nên chọn những cái khu vực bàn cờ, dù nó xa một tí nhỉ, dù nó xa một tí so với những cái khu vực mà chúng ta là đưa ra một trong những cái chọn vị trí gần ấy. Nhưng với một cái sự phát triển của xã hội, với cái sự phát triển của ô tô như thế này, nếu chúng ta mà chọn gần nhưng không thể đậu được ô tô, không thể nào mà chúng ta di chuyển mỗi lần chúng ta đi gặp bạn bè, với cái việc bạn đến chơi, những người bạn, những người anh, những đối tác đến chơi mà không có chỗ đậu xe thì lần sau người ta sẽ không đến, hoặc nghĩ rằng cái việc người ta đến Grab. Nhưng mà với một cái thời điểm hiện nay, đôi lúc người ta cũng muốn có cái tính riêng tư, hoặc có những thời điểm mà đi cùng gia đình và để có được khi về thuận tiện, hoặc đến những cái cuộc trò chuyện riêng tư người ta không mong muốn có ai để nghe, thì đó là một trong những cái điều mà khi chúng ta chọn, khi chọn được xác định ba cái vẻ đấy rồi thì chúng ta bắt đầu chọn một cái phương án sàng lọc nhanh nhịp. Mình phải chọn tổng thể ở nhà trước chứ không nên đi là vị trí hôm nay thích thế là mình đánh xe vù đi ra như vậy, hoặc là chúng ta lại đi gặp môi giới A rồi gặp môi giới B. Không, tuyệt đối bản thân cá nhân Đình, kinh nghiệm của Đình là không nên làm như vậy, vì mình không đủ thời gian, không đủ nguồn lực. Thì cái kinh nghiệm thứ tư đấy là mình hãy vào máy tính khi chọn vị trí rồi nha, chọn xác định quy hoạch rồi, xác định đặc điểm trên cái con đường đó rồi, bắt đầu mình mới vào trong cái trang có ba cái cách để mình tìm. Mình vào cái hệ thống trang là bất động sản.com và các cái hội nhóm ở tại cái bất động sản đó. Đồng thời chúng ta xem tất cả các nền tảng như YouTube, Facebook và các cái nền tảng TikTok để mình tìm hiểu ở tại cái địa phương con đường đó mà chúng ta muốn tìm hiểu thì có bao nhiêu người đang chia sẻ thông tin về bất động sản đó. Sau đấy chúng ta sàng lọc, tìm cho mình cụ thể chính xác cái số tiền mình muốn để mình đưa ra một cái chỉ tiêu là anh là muốn tìm một cái tài sản với cái việc
mình có thể là mình lại làm ngược lại nha anh chị. Mình muốn mua thì mình sẽ là bảo là anh muốn bán cái căn nhà trên cái con đường đó, và sau đấy họ tìm cho mình một loạt căn nhà, đưa ra một cái giá cho mình và để mình biết là cái bảng giá. Sau khi cái bảng giá rồi, trong đấy thì chúng ta tìm trên máy rồi. Nếu mình ở xa thì rất là đơn giản anh chị. Khi chúng ta có được trên cái bảng giá trên máy rồi thì mình sàng lọc cả cái môi giới họ có tâm có tâm, và mình sàng lọc lại. Sàng lọc của 100 căn thì chúng ta lấy 10 môi giới của 10 căn, và trong 10 căn đấy chúng ta chọn 3 căn. Trong 3 căn đấy thì chúng ta chỉ hẹn 2 ngày, một ngày là để chúng ta đi cà phê, tự đi một mình xem khu phố đấy nó như thế nào. Một buổi tối là chúng ta nghỉ ở tại một số địa phương đó, đi xem những cái quán hàng về cái việc đếm kinh doanh như thế nào, buổi sáng cà phê ra sao, xem cái việc an ninh ở đó nó có vấn đề gì không, thì sau đấy chúng ta mới bắt đầu nhờ môi giới đi anh chị. Đấy là nếu trường hợp chúng ta ở xa thì chúng ta phải đến như vậy, để nên mình có cái sự khảo sát về con người ở đấy, có khảo sát về phong tục, khảo sát về cái việc mà kinh doanh dòng tiền nó mang lại được gì cho cái người mua, hoặc ta mua ta cho thuê, hoặc mình mua để mình kinh doanh thì mình phải đạt được cái điều đó trước khi chúng ta xuống tiền hoặc hẹn môi giới. Bởi vì thương môi giới, họ sẽ thương môi giới ai cũng nói hay cả. Mình chia sẻ với anh chị, nếu chúng ta hôm nay đến chọn khu A này và trường hợp lại đến khu B, rồi sau khu B chán là lại đến khu C, khu C đến khu A, rồi quận 1, rồi đến quận 3, rồi đến quận 7, rồi đến quận 10, và cuối cùng loàn xà lên, cuối cùng quay lại vẫn mua lại cái lô ban đầu mà mình xác định mục tiêu. Như vậy cái việc mình xác định mục tiêu cho cái khu vực, mục tiêu con đường, mục tiêu quy hoạch, mục tiêu môi giới nó đã rõ ràng rồi, thì bắt đầu xác định vào cái sản phẩm. Trong cái sản phẩm đấy chúng ta cần phải xem, đó là chúng ta xem cái nào hợp hướng, và cái mục tiêu của mình là lãi vốn hay dòng tiền. Sau khi lãi vốn dòng tiền rồi thì mình sàng lọc những cái căn nào phù hợp với cái mong muốn của mình, là mình muốn lãi vốn thì đâu cần nhà đẹp, hoặc mình có kiến thức trải nghiệm trong cái việc xây sửa bán thì mình có thể mua đất thôi. Nhưng nếu chúng ta có thể là thấy nhà cũ quá, mình có kế hoạch mình sửa lại ít, mình cho thuê để khai thác dòng tiền, thì mình hãy chọn ngay cái đấy. Đó là một trong những cái mà khi mình sàng lọc trước, thì không phải mình đến đấy rồi mình đi theo cảm xúc, khi cảm xúc nó dâng lên thì thông minh nó đi xuống, và mình chắc chắn chọn chỉ một vài người môi giới. Đấy là một cái mèo của Đình, là mình thèm thông tin tất cả nhưng chọn một số môi giới có tâm, có tâm, có kinh nghiệm để mình chọn cho mình một cái sản phẩm. Mình xuống là mình xuống tiền thật, nhưng khi mua thì chúng ta không cẩn trọng thì mình mua ngay những cái việc cho những cái người họ nói hay, họ chỉ biết là bài học là dạy ra, giống như một cái máy là dạy A, dạy B, dạy C, và cuối cùng mua ngay sai trong cái sản phẩm khi mình xuống tiền. Một cái thứ tư trong cái thứ năm trong cái kinh nghiệm, đấy là mình khi đấy mình chọn, mình xác định rồi anh chị, thì phải xin được cái sổ photo, xin được cái sổ photo và xem video ở nhà trước, chứ chúng ta không nên đến đấy. Bản thân Đình bây giờ có nhiều người môi giới họ rất là không gửi cái việc đấy anh chị. Một cái mèo nữa là nếu người môi giới họ giới thiệu cái căn nhà của mình mà không có video thì tốt nhất không nên đến xem. Vì nếu mình đến xem thông thường họ đã không tin mình, môi giới họ không tin mình vì họ nghĩ là mình qua mặt cái trường hợp, để Đình cũng thông cảm cho người môi giới. Nhưng cái quá trình mà như vậy thì diễn ra một cái là mình đến đánh đường đi xa 30-40 cây số, chưa tính là mình ở tỉnh khác như ở Hà Nội, mình bay mất 1-2 tiếng, trong lúc di chuyển đến điểm A điểm B mình mất một buổi, và đến cái căn nhà nó không được như đẹp. Căn nhà đẹp thì đường nó bị bé, căn nhà bé thì đường nó đẹp, và cuối cùng nó không đúng như cái kế hoạch của mình. Thì nên xem video trước, các con ngõ ngách con phòng, xem cái bản đồ, thiết kế nhà phải hoàn công, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh là riêng mua nhà là phải hoàn công. Thì sau khi chúng ta sàng lọc rồi thì chúng ta gửi cái thông tin đấy cho ngân hàng, chấp nhận mất một ít tiền anh chị ạ. Mình ví dụ mình chọn 3 căn hay 5 căn này, mình chấp nhận mất 10-17 triệu tiền tẹt về sổ nếu mình chọn sàng lọc căn đẹp, quyết định rồi đầu tư bảng giá rồi thì cho kiểm tra vay một ít cũng được, để kiểm tra quy hoạch. Mình phải kiểm tra được cái quy hoạch của cái miếng đất đó, vì riêng ngân hàng là người họ định giá kiểm tra quy hoạch tốt đất. Thì thay vì thế là mình được kiểm tra quy hoạch trong cái việc chỉ có mấy triệu, và sau khi kiểm tra quy hoạch ok rồi thì cái bước tiếp theo, kinh nghiệm chiến lược tiếp theo, bước tiếp theo đấy là mình hẹn chủ nhà, hẹn môi giới, hẹn chủ nhà, và mình chỉ đến xem đúng một ngày. Một ngày chúng ta xem, một đêm chúng ta nghỉ ở đấy, và một ngày còn lại là chúng ta hẹn vào cái buổi chiều hoặc là buổi sáng để mình đến xem, và xem ok thì mình phải có tiền thủ sẵn trong để mình cọc luôn. Nếu mình cảm thấy ok mình đàm phán với chủ nhà lên. Trong đàm phán đấy thì có một cái mèo
nào. Đấy là có một người đã một người tốt và một người xấu. Có thể là người vợ đi cùng vừa đi chơi được, vừa ở Hà Nội hoặc ở tỉnh khác đến, vừa được tham quan thấu hiểu được cái việc người ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, và để được cảm giác được những cái cảnh quan ở tại những cái vị trí như là ra sân bay, ra các cái quần trung tâm, để mình biết căn nhà mình mua sau này di chuyển như thế nào cho nó phù hợp đến các cái vị trí con ở hoặc kinh doanh. Như vậy khi mình xác định được rồi thì mình đến mình đàm phán. Trong cái đàm phán thì một người xấu và một người tốt. Một người thì bảo là tôi thích lắm, một người thì bảo không, cái này tôi không mua. Hai vợ chồng có vẻ không hài lòng về cái việc đó. Nhưng đó chính là một cái bài học để chúng ta chọn anh chị. Mình chọn được điều đó rồi thì mình có quyền chọn được cái bất động sản tốt và đàm phán xuống. Xem mình thấy phù hợp rồi thì mình cọc ngay. Nhưng trong quá trình đấy mình cần chuẩn bị trước hợp đồng đặt cọc cắn cược hai vợ chồng giữa người vợ và hoặc là có hai người phải có tên trên sổ. Cái trường hợp sổ đỏ ấy, hai người đứng tên chưa hẳn đã phải là vợ chồng như gì. Bởi vì họ hai người mua chung thì hai người đứng tên trên sổ. Đó cũng là một cái trường hợp mà thường dễ nhầm lẫn nhất trong cái việc tranh chấp. Nên chúng ta phải kiểm tra kỳ việc sổ trong cái việc ngân hàng, kiểm tra định giá, kiểm tra trong cái việc là quy hoạch, sau đó cuối cùng là cái bản chốt giá. Và trong cái hợp đồng chốt giá rồi thì cũng phải ghi rõ ràng rằng đó là cái kinh nghiệm là mua nhà trong 2 ngày 1 đêm. Cái cuối cùng khi đẩy tất cả những cái bước trên rồi thì bắt đầu cái bước cuối cùng mới là cái việc trồng tiền. Và bước trồng tiền thì chú ý rằng cái mèo để tốt nhất kinh nghiệm để sau này không bị tranh chấp, và cái hợp đồng là một trong những cái tiền để cuối cùng kết thúc để là cái sự giao dịch thành công, thì nên ra phòng công chứng để chúng ta làm hợp đồng đặt cọc. Nên xem cái sổ gốc trước khi chúng ta xuống tiền, thì đó là 7 cái kinh nghiệm mà chúng ta mua được nhà trong 2 ngày 1 đêm cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta. Nếu anh chị thấy hay và trong thời gian tới ở cái bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái điều sẽ có một sự thay đổi ngoài mục trong cái việc Việt kiều đầu tư về, thì hãy đăng ký kênh ở bên trái bên phải của Đăng Văn Bình để nhận được những thông tin tốt nhất.